Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện tuần 29, chúng ta cùng nhau nhìn tranh và kể câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng. Câu chuyện kể về chuyến đi mang đến cho ngựa trắng nhiều hiểu biết, làm cho ngựa trắng bạo dạn hơn, làm bốn vó của ngựa thực sự trở thành những đôi cánh. Bây giờ, các em cùng lắng nghe cô kể mẫu nhé! Ngày xưa, có một chú ngựa trắng rất ngây thơ, bộ lông chú trắng nõn nà như một đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Mẹ chú yêu chú lắm, mẹ hay căn dặn, con phải ở cạnh mẹ đây, con hãy hí to lên khi gọi mẹ nhé. Mỗi khi nghe mẹ gọi, ngựa trắng hí lên những tiếng non nớt thật đáng yêu. Những lúc ấy, mẹ ngựa vô cùng vui sướng. Mẹ ngựa chỉ thích dạy con tập hí hơn là luyện cho vó con phi dẻo dai hoặc những cú đá hậu mạnh mẽ. Gần nhà chú ngựa trắng có anh đại bàng núi. Anh ta sải cánh thật vững vàng. Mỗi lúc lượn vòng, đôi cánh không động, khẽ nghiêng bên nào là chào bên ấy. Bóng cứ loang loáng trên bãi cỏ. Ngựa trắng mê quá, chú cứ ước ao được như anh đại bàng. Có lần, chú nói với đại bàng: "Anh đại bàng ơi, làm sao để có cánh như anh?" Đại bàng đáp: "Phải đi tìm, cứ quanh quẩn bên mẹ thì mãi bao giờ mới có cánh." Thế là ngựa trắng xin phép mẹ lên đường cùng đại bàng. Thoáng cái đã xa lắm, chưa thấy đôi cánh đâu. Nhưng ngựa trắng đã gặp nhiều cảnh lạ, ngựa trắng thích thú vô cùng. Nhưng chỉ phiền là trời mỗi lúc một tối, thấp thoáng đâu đây những vệt sáng sao trời. Bỗng có tiếng hú vẳng lên một lúc một gần. Rồi trong bóng tối hiện ra một con sói xám sừng sững ngán đường. Ngựa trắng mếu máo gọi mẹ, sợ quá ngựa nhắm nghiền mắt lại. Sói xám cười mang rợn và nhảy chồm lên. Sói nghĩ bụng, mình sẽ có được miếng mồi ngon. Khi sói xám vừa nhảy chồm tới ngựa trắng thì đại bàng đã kịp lao tới, giáng mạnh xuống giữa trán sói xám. Sói hét to: "Ôi!" Thế rồi sói cúp đuôi chạy một mạch về rừng. Ngựa trắng mở mắt thấy loang loáng bóng đại bàng núi. Ngựa trắng lại khóc, gọi mẹ. Đại bàng dỗ dành: "Đừng khóc, anh đưa em về với mẹ." Ngựa trắng mếu máo: "Nhưng em không có cánh." Đại bàng cười, chỉ vào bốn chân của ngựa trắng: "Cánh của em đấy chứ đâu, nếu phi nước đại em còn bay nhanh hơn các anh đấy chứ." Đại bàng núi sải cánh, ngựa trắng chồm lên và thấy bốn chân mình thật sự đang bay như cánh của đại bàng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thân mến, câu chuyện mang đến cho chúng ta một bài học ý nghĩa. Chỉ có việc ham học hỏi, đi đây đó tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình, khám phá nhiều hơn những khả năng của bản thân mình mới có thể khiến bản thân ngày càng tiến bộ, ngày càng bay cao, bay xa hơn. Giống như ông cha ta từng răn dạy con cháu mình qua câu tục ngữ: "Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn." Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hành, nhìn tranh và kể lại nội dung câu chuyện theo từng bức tranh các em nhé. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.